Vâng, em xin chào tất cả anh chị nhé. Thì anh chị nào mà quan tâm những cái dòng xe ô tô cũ mà cái mẫu xe mà hôm nay em muốn giới thiệu cho chị và các bạn là cái chiếc Kia Bride này, được sản xuất năm 1995. Giá thì cho anh em tất cả anh em tập lái nhé. Và một cái mẫu xe mà rất là tiết kiệm xăng. Nhìn nó chỉ xấu xấu thôi nhưng mà máy nó cực chất luôn anh chị ạ. Đấy. Anh chị và các bạn nào mà quan tâm cái dòng xe mà ô tô cũ Pride được sản xuất năm 1995 mà xem clip của anh nào đầu tiên thì nhớ share và like và bấm nút đăng ký kênh. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe giá tập lái các bác nhé. Giá chỉ 20 triệu đồng thôi. Và chiếc này đã được bác chủ nhân ra tên chính chủ rồi. Biển năm số anh em nhé. Nhìn nó xấu xấu này thôi nhưng mà đi cực kỳ ngon luôn, máy cực chất. Đấy, bảo hành cho anh em là máy đại chất nhá. Một cái mẫu xe giá tập lái. Đấy. Máy êm gầm chắc. Còn tí em kiểm tra xem là nó cái đồ hòa không. Hiện tại em vẫn đang để lỗ máy nhá anh em nhá. Đấy. Thì xe này thì bây giờ bác nào về túc tắt lại đi một tí là được. Là ok. Đấy. Đèn đóm này các bạn này. Chưa bị giật vỡ rồi nhá. Nhìn nó vỏ xấu xấu thôi. Chiếc Kia Bride này thì lốp này. Đấy. La răng sắt anh em nhá. Ốp nhựa. Một cái mẫu xe tập lái cho tất cả anh em. Đây. Chiếc này thì giá hợp lý thôi, bằng chiếc xe máy thôi anh em nhá, 20 triệu đồng. Đấy. Đây, trần cũng được bác chủ nhân bọc trần 3D nhá các bác nhá. Đây. Giá cho tất cả anh em về tập lái. Okay. Kia Bride. Máy em nói các bác là máy cực chất luôn. Máy lổ rất là êm nhá anh em nhá. Đấy. Em kiểm tra xem điều hòa có còn mát không. Ai da. Ôi chú choa. Mát phết. Mắt lạnh luôn anh em ơi. Mắt bút luôn. Điều hòa mắt bút luôn. Chiếc này mà điều hòa mắt. Rồi, điều hòa mát nha anh em nhá. Rồi, với thấp chiếc này thì nó hơi hoang tàn một tí. Nhưng mà giá rất là rẻ. Cực rẻ luôn. 20 triệu đồng cơ. Đăng kiểm anh em ạ. Đăng kiểm vào tháng 7 năm 2020. Với cái mẫu xe Kia Bride 20 triệu đồng. Đấy. Em bán cái xe cho anh em về tập lái nhá. Đấy, cũng chốt cửa đàng hoàng. Điều hòa mát rét anh em ạ. Điều hòa chiếc này mát lạnh luôn. Mát buốt luôn nhá. Đấy. Độc cái lốc điều hòa bây giờ nó chỉ giá cũng tầm 2 triệu rưỡi thôi anh em ạ. Đấy, nên là anh em mình mua cái chiếc xe này về tập lái thì nói chung quy lại rất ok. Em xem bỏ ngã cabo cho tất cả anh em xem cái phần động cơ này. Đấy, đây. Máy lổ rất êm nha anh em nhá. Cực êm luôn. Anh chị và các bạn nào mà muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Kia Bride được sản xuất năm 1995 này thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Quận Hải Dương, hoặc là liên hệ trực tiếp với anh em qua số điện thoại là 0962 567089 và một số nữa là 0975 567089 nữa nhé, để được tư vấn trực tiếp cái mẫu Kia Bride. Giá chỉ 20 triệu đồng thôi. Đấy, anh em nào mua về tập lái, mua thay xe máy, che nắng che mưa thì là hãy liên hệ trực tiếp với anh em qua số điện thoại trên. Và muốn cần thông tin chi tiết gì thì cứ kết bạn em qua Zalo và Facebook thì em sẽ gửi thông tin cho tất cả anh chị em về cái chi tiết về chiếc Kia Bride này các bác nhá. Và một lần nữa em cũng rất cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của em và đăng ký kênh của em và đã ủng hộ kênh của em suốt thời gian vừa qua. Vâng, em xin chào các bác nhá.